hai nhãn ông Thần Tài Hậu Địa luôn đi không hai? Nghe cái đó cũng hay lắm á. Thì nói về cái khai nhãn ông Thần Tài Hậu Địa đó thì coi như tôi cũng như bà con đây, tôi không biết gì. Nhưng mà đó là do cái chỗ tâm linh như thế nào đó rồi. Mình cũng lại nói theo mấy ông cụ già trước rồi đấy, khai nhĩ, khai nhãn, tai nghe, mắt thấy này kia đó. Là những cái gì mình giúp được cho bà con, đồng bào, an cư, lạc nghiệp gì gì đó. Thì mặc dù tuy là nói về cái tâm linh, nhưng mà điều đó tôi cũng chưa có thấy, chưa có biết gì. Nhưng mà điều làm thì phải làm trước linh thần thì nguyện giái như ơn trên cũng để gia hộ cho những cái người mà nhận được những cái vật đó để mà về thờ cúng. Nhưng mà rồi đó cái tốt hay là cái xấu đó thì mình chưa có nắm vững. Ví dụ như em làm mà em tốt thì em đâu có nói với tôi, hay là xấu em cũng đâu có nói đó, thành ra tôi chưa nắm vững. Nhưng mà làm bổn phận là phải làm. Còn nói vấn đề như sinh xâm thì bà con thường thường cũng hay đến vô trước tôi cũng như nãy đó, đi ra để muốn xin cây sâm không kiết thì ra tôi cũng trình với thần, rồi tôi cũng nguyện giá rồi cho gia chủ xin cây sâm không kiết ra sao. Thì trong đó cũng có nhiều người báo tôi là ông hai có duyên tôi xin sâm được làm ăn kết quả tốt đẹp, chẳng những như con đi nước ngoài gặp cái khó khăn rồi có nhiều cái nó tốt, ví dụ cũng như em muốn bán một thửa đất nào đó nhưng mà nó sao nó trục trặc hoài bán được, thì vô trước tôi ra tôi nguyện giá với ông đó thì tôi cũng xin đó là kết quả không lâu, cũng không quá tháng là cũng thành công tốt đẹp. Nhưng mà đó thì tôi cũng nói thẳng với em nghe, bà con đưa tiền tôi không có làm mướn nha, tôi chỉ giúp cho bà con là đâu được tốt đẹp thôi, tôi không có làm mướn ai trơn rồi á. Cái sự linh thiêng ở cái đình này là cái gì ông hai, ông nhớ không ha? Thì cái sự ở đây đó bà con tôn thờ đó là trước được thần Thành Hoàng Bổng Cảnh, linh thần sở tại. Sau năm 1993 đó thì thỉnh cụ về đây thì cũng được thêm một chút là tinh khiết và là tốt đẹp thêm lên. Ông hai cho biết cái sự mà linh thiêng của cái ngôi đình này là ông ấn tượng nhất là cái nào ông hai? Thì bây giờ theo sự hiểu biết của tôi đó, mấy mươi năm nay đó, thì do cái chỗ thành tâm, thành lòng của mình, do đó lòng tin. Chứ tôi cũng chưa biết sao phải là linh hay là không linh. Nhưng mà cái gì đó chuyện mình thành tâm mình là tưởng thì là có. Đó là nó thuộc về cái dạng là tâm linh. Còn về cái chỗ mà chú không có cái lòng tin, chú đó tôi làm thử rồi, cái điều đó là tôi không biết rồi. Bây giờ ví dụ như giờ chú muốn cái gì chú đã thành tâm rồi, chú quyết tâm là cái này, tôi nhờ ông hai giúp tôi chuyện này chỉ là phải thành công, tốt đẹp, điều đó là phải có. Đó là tâm linh. Nhưng mà mình từ đó giờ những người mà người ta lại tự sinh đó thì có cái nào mà ấn tượng với không hay? Có chứ. Có nhiều cái là có như mình không tưởng tượng được. Nhưng mà cái điều đó thì người ta chỉ mách với mình vậy thôi, nhỏ vậy thôi. Mình nghe thôi nhưng mà mình chưa dám đặt lòng tin lắm. Là vì là có cái nó như vậy. Theo tôi thấy đó thì những cái sự mà bà con mà đến đây đó thì với cái nguyện vọng của bà con mà đem cái tấm lòng chân thật để mà nguyện cầu đó thì tôi thấy nó là chiếm từ 7-80%. Đó là cái lòng tin. Còn những cái phần mà nó cũng không có một số nó không đạt được kết quả đó là không có lòng tin. Có cái nào ấn tượng nhất không hay không hay thấy có nào ấn tượng nhất không? Có chứ. Ông kể thực tế. Cái thực tế ví dụ bây giờ có cái ấn tượng nhất, tôi có thằng em nào bên Mỹ á, nhưng mà nó về đây thì nó ra nó nói với tôi, nó nói giờ đó là tiền ở bên Mỹ đó mà nó thiếu nhau là cả tỷ bạc mà đồ quà không có trả. Nó về đây nói giờ anh có cách nào anh giúp chùm cho tôi cho bển nó trả coi. Tôi nói cái chuyện đó thì cũng như kim vào đáy biển nha, chứ tôi không biết được nhưng mà đi về đây là tôi cũng đứng ra tôi nguyện giái là hương đăng này kia, rót rượu này kia, nguyện giái cho nó rồi thì kia bên hai sáng sau nó điện về trả lời tôi rồi được rồi. Là xong chưa ha? Xong được. Đó là ấn tượng. Rồi nó mới bển nó mới gửi về cho tôi 100 đồng, 100 đô chứ. 100 đô. Gửi về cho tôi 100 đô bởi vì cái tình anh em. Nó cái này cho anh 100 đô uống cà phê chơi. Đó là thực tế. Đó là nhỏ lớn tôi mới được có 100 đô đó. 100 đô 2 triệu mấy rồi. Đó. Rồi còn một chuyện nữa. Có một cái thằng coi như nó gặp tôi rồi nó không biết cái gì xúi dục biết, nó nói giờ tôi có một chuyện rối quá rối, bây giờ ông hai làm sao giúp được tôi. Ông hai tôi nói tôi cũng như chú sao tôi giúp được, tôi có biết gì đâu, tôi cũng phàm phu. Nói giờ
Hồi ông vô ông Hương Đăng đi rồi ông giấy giờ tôi hỏi giùm ta có tỷ bạc. Giờ giấy tờ tôi cầm ở trên trọi mà đồ hoài không trả. Dạ. Bây giờ ông giúp giùm tôi đi. Tôi nói giúp thì tôi giúp được, mà được không là quyền chú nha. Chứ điều đó tôi không có chắc ăn, bởi vì tôi chú cũng như nhà bước qua tôi là ông từ đốt nhang thôi, là tôi ông chủ giữ định như thôi à. Dạ. Chứ tôi không biết gì hết á. Nó thì thể ông làm được tới đâu hay tới đó. Rồi vô tôi nguyện giá này kia, sau cùng đó là tháng hai tháng đó nó qua gặp tôi trả lời nó xong hết rồi. Yeah. Được hết rồi, đó là hai cái ấn tượng cuộc đời à, đó cuộc đời tôi đã thấy. Còn những cái đặc chặt kia thì ít có người nói thì là tôi không biết. Yeah. Nó là như vậy đó. Rồi nó tôn tôi làm sư phụ luôn. Yeah. Nó nói nhờ ông không thôi là tôi chết một cạnh nó rồi, giấy tờ lấy ráo trọi rồi. Yeah. À, đó là như vậy. Rồi nó cầm tiền nó cho tôi 1 triệu bạc. Tôi nói không, tôi không có là mướn. Hồi đó tôi cũng là mướn già, không là mướn ai trên trọi đó. Giúp giùm không à. Rồi từ đó giờ nó tôn tôi là sư phụ không. Yeah. Ông già nuôi không. Rồi ông kể thêm cái vấn đề mà hôm ông bệnh á, là nhờ anh Kha ra sinh thẳng á. À, làm kể à, nó cũng có một cái chuyện này. Nhưng cái kỳ tôi qua đau kỳ rầu đó là cách đây 1 năm. Cách đây 1 năm rồi. Là coi như tôi đã hấp hối rồi. À, tôi mới biểu mấy nhỏ điện anh Kha vô đây để tao trấu trăng lại. Là giấy tờ những cái gì mà tôi lưu lại đó này giao hết cho mày nè. Nó giờ nên mấy chục năm nay tao làm được nhiêu đây nè. Mày coi giữ đó từ đây về sao mà làm. Đây chìa khóa đây giao được cho mày luôn. Tao là chắc râu rồi đó. Nhưng mà bây giờ nó còn một cái đường cuối nữa. Bây giờ mày đi ra ngoài sắc nhang mày giấy. Linh thần, quan thượng đẳng, trăm quan với ông mỗi ngày. Ông trưởng ban tôi còn phục vụ được thì cho ông khỏe. Còn nếu ổng là hết cái nhiệm kỳ của ổng rồi thôi cho ông đi cho mau chút cho nó khỏe cái xác. Lúc đó tôi làm được không? Nhưng mà còn nói được. À, lúc đó đó. Rồi không biết nó giao này nó giá như cách nào sao được, tôi không biết, với tôi nằm ở nhà mà nó đi với con tôi. Nó giá rồi từ từ nó bắt đầu tôi khỏe dần tới giờ luôn đó. Là lúc đó là ông hai là bị gì ông hai? Bệnh gì? Nó tắc nghẽn đường hô hấp. Dạ. Quá quý vậy. Nó là như vậy. Nhưng mà giờ nó còn một cái màu nhiệm nhất là quý biết. Là mỗi một lần lễ cúng đó. Trước khi đi là lễ tụi bèo nhẹo trơn trọi rồi. Mà tới chừng vô đây sửa sạn cúng lên phát biểu này kia nói là tôi vô tôi nguyện giái rồi. Tôi uống chút xíu rượu lễ đây ha. Lên tôi đọc phát biểu tỉnh bơ không mệt. Khỏe ra luôn, đó là quý biết. À, rồi trong đêm đó cũng đứng lại đồ này kia luôn. Tỉnh bơ đó, cái đó là quý biết à. Chứ bình thường thấy yếu xìu à. À. Vô lễ rồi là rất là mạnh. Ừ, đó là đó là cái bầu nhiệm là ở trên nó là cũng gia hộ về cái sức khỏe cho tôi để mà phục vụ trong 3 ngày lễ như kỳ lễ. Rồi tôi nói ông mà ông không đổ con là con bỏ cuộc lễ này đó, chứ nó mệt chi lắm rồi chịu bắt đi chế thuốc mà. À, nó đi về đêm đó thức ra tỉnh bơ khỏe re đi tới lui khỏe re. Nó không được, cũng như tôi ngồi đây tôi nói chuyện với em là tôi với người không đau đó. Chứ ông thằng còn gia hộ cho ông hai đi, còn làm nhiệm vụ của ông mà chưa mãn. Bởi vì tôi á thì tôi nói thẳng thừng cũng như ra linh thần thì tôi nói cũng như cái người có mặt. Nếu cái nhiệm kỳ tôi đó hết, cái mạng tôi đã ra cuối rồi, thì thôi cho tôi đi theo ông bà cho khỏe. Còn nếu cái mạng tôi còn phục vụ được thì cho tôi khỏe lại. Tôi nói chia hai đường chứ tôi không có xin tôi sống. Mà cũng không cầu tôi chết, xin hai đường vậy thôi.